Lâm Lâm mình hiện tại mình tìm những chiếc tivi có độ phân giải 4K, màu sắc xịn sò, cũng như là có các cái công nghệ âm thanh chuẩn Dolby Atmos. Các đại diện tiêu biểu như LG 55 QLED 80 SRA này, Sony 55 X80L, Samsung 55Q 70C. Nhưng mà tìm những chiếc tivi mà có giá dưới 14 triệu ấy, thì các bác lên tham khảo thêm mẫu này của Panasonic. Một loạt các mã hàng tăng giá. Cái phân khúc TV như 55 QLED 80 SRA tăng lên còn sấp xỉ 15 triệu. 55 X80L của Sony thì đang về còn giá nhỉnh 14. 55 Q70C thì cũng có cái mức giá tương tự như vậy. Tuy nhiên thì nhiều bác thì mong muốn tìm những chiếc TV có giá dưới 14 triệu mà hội tụ đầy đủ các tiêu chí từ thiết kế khung viền chắc chắn, màu sắc, độ tương phản cho tới công nghệ âm thanh xịn sò thì sẽ cần tham khảo cái mẫu này. Hôm nay thì em review cái mã hàng LX800V đời 4K gần như là cao nhất phân khúc 55 inch mà Panasonic giới thiệu trong năm 2023. Mẫu này thì rất là ít khi lên clip phục vụ các bác bởi vì cái số lượng nó cũng không có nhiều và khi mà về hàng thì thường sẽ bán hết trong thời gian rất là ngắn. 55LX800V của Panasonic thì hàng sản xuất tại Thái Lan. Đây là một trong những mẫu TV bán rất là nhiều mà hiện tại thì kích thước màn hình 55 inch được nhiều các bác tham khảo với cái chiều dài màn hình khoảng 1m25, khung viền kim loại chắc chắn cũng như là chân đế thiết kế chữ V chống, chữ V úp ngực chống hai đầu theo kiểu quen thuộc như vậy thì cái sản phẩm này nó sẽ khá là phù hợp với phân khúc giá dưới 14. Sản phẩm ngày hôm nay phục vụ các bác là một chiếc TV 4K có kích thước màn hình 55 inch của Panasonic. Đây là một trong những mẫu được bán rất là nhiều trong năm vừa rồi. Và phân khúc LX800V, 55LX800V thì là cái phân khúc cao nhất. Thấp hơn nó thì sẽ có các đại diện như 650 hay là 600V. 55LX800V hiện tại với cái phân khúc giá mà dưới 14 triệu ấy, thì đây là một trong những cái mã hàng nó có thể tương xứng so sánh được với các cái model của các đối thủ như LG 55 QLED 80 SRA, như Sony 55 X80L và cả Samsung Q70C nữa. 55LX800V ngày hôm nay quay phục vụ các bác thì có thiết kế khung viền kim loại. Con này thì có xuất xứ Thái Lan và một trong những chiếc TV có thiết kế chắc chắn bậc nhất hiện tại. Các dòng TV khác ở thị trường đang có thì nó chủ yếu là thiết kế khung viền nhựa. Còn đối với LX800V 2023 có tích hợp cả các cái công nghệ như HDR10 này, có độ phân giải 4K và con này thì có cả công nghệ âm thanh chuẩn Dolby Atmos xịn sò nữa. Cái điểm nhấn của mẫu này trong năm 2023 đó là nó đã nâng cấp được lên Google TV rồi. Các bác có thể là trải nghiệm một chiếc TV có cái chất lượng hiển thị, có độ sáng, độ tương phản cao và cái hệ điều hành thân thuộc với cả người dùng. Hệ thống các chương trình, các ứng dụng được bố trí tập trung tại màn hình trang chủ. Những chương trình mà các bác hay xem, những bộ phim mà được nhiều người tìm kiếm và đang được đề xuất thì cũng được hiển thị tập trung. Rất là dễ để có thể làm quen với cái chiếc TV này. LX800V thì tích hợp một cái điều khiển thông minh, có rất là nhiều phím tắt ở trên bề mặt của bàn phím và các bác có thể tương tác với cả TV qua cái tính năng rảnh tay, không cần cầm điều khiển trên tay thì cũng có thể ra lệnh cho TV được. Google TV là cái điểm nhấn của LX800V so với cả các cái đời TV của Panasonic thế hệ trước. Giao diện này thì dễ dùng hơn, các ứng dụng dễ tìm hơn và mọi người cũng có thể tải thêm được các cái chương trình ưa thích ở cái danh mục ứng dụng tập trung ngay tại màn hình trang chủ. Với cái mã hàng LX800V thì đang bán với giá nhỉnh 13 triệu chút xíu thì đây là một trong những sản phẩm TV 4K chạy hệ điều hành Android và có tìm kiếm rảnh tay rẻ nhất trên thị trường hiện tại. Đối thủ như 55X80L của Sony thì hiện tại đang bán với giá đắt hơn khoảng xấp xỉ 1 triệu. Với Samsung như Q70C thì cũng tương tự. Các cái mã hàng phân khúc 14 triệu quay đầu thì hiện tại thì đây sẽ là cái sản phẩm rẻ nhất rồi. So sánh với cả 650 thì 800V có nhiều cái nhỉnh hơn. Con này thì cũng có cái sở hữu thiết kế khung viền kim loại
nhưng 650V thì không có độ sáng, không có độ tương phản và cũng không có chuẩn âm thanh Dolby Atmos giống như là X800V. Đấy, các bác có thể là sử dụng điều khiển để ra lệnh cho TV, có thể là tương tác được với cả TV bằng câu lệnh, không cần cầm điều khiển trên tay khi mà nó được trang bị cả một cái cụm micro ở bên dưới như vậy. Đấy, hệ thống cái cổng kết nối thì lấy X800V cũng bố trí rất là thông minh. Và các bác nhìn này, các bác hình dung này, hệ thống các cổng nó được bố trí ở bên sườn, không đặt ở phía sau lưng. Cái vị trí, cái thiết kế như vậy thì giúp cho người dùng dễ có thể rút, dễ có thể cắm. Và cái khoảng cách ngắn như vậy thì các bác treo tường hay các bác để kệ trong không gian hẹp ấy, thì trên X800V đều có thể thao tác được. Mã này thì cũng tích hợp cả cổng tai nghe 3.5. Mọi người có thể là dễ dàng tách được âm thanh từ X800V xuống hệ thống các dàn, hệ thống dàn loa hay là âm ly thế hệ cũ. Đấy, để tìm ấy, một chiếc TV mà chất lượng, giá rẻ, xuất xứ Thái, hàng thương hiệu, Panasonic là thương hiệu Nhật Bản, thì chắc chắn là con này sẽ là một con rất là đáng để các bác có thể đầu tư, có thể mua, sử dụng cho gia đình. Đấy, các cái thông tin liên quan tới sản phẩm và các bác cần hỗ trợ chi tiết thì các bác có thể liên hệ qua hotline 0974 178586 hoặc truy cập website bên này ecomart.vn để hỗ trợ thêm các bác nhé. Cảm ơn các bác.